có duyên biết mệnh, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, gặp thời giàu to, tiền vàng nhét nước két, cực giàu có, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025. Xin kính chào các bác đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc các bác tháng mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi và công thành viên mãn. Các bác thân mến, nếu các bác đang theo dõi video này, có lẽ cuộc hành trình vừa qua của các bác không hề dễ dàng, những khó khăn chồng chất, những lo toan về tài chính, thậm chí những giọt nước mắt đã rơi vì nỗ lực không ngừng nghỉ để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng dường như trời không chiều lòng người, khi mà cuộc sống vốn đã khắc nghiệt lại còn bị ảnh hưởng bởi những biến cố không ngờ tới. Chẳng ai có thể dự đoán trước được tương lai và không ít lần, những chướng ngại bất ngờ đã khiến nhiều mệnh chủ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Chúng tôi đã nhận được nhiều tâm thư từ quý vị, chia sẻ về những tháng ngày đầy khó khăn, nợ nần chồng chất, tài sản tích góp suốt nhiều năm bỗng chốc tan biến như khói. Những lời than thở, thầy ơi, con khổ lắm, nợ nần chồng chất, con không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này. Những dòng tâm sự đó không chỉ là của riêng ai mà là nỗi niềm chung của nhiều người. Giận đen dường như đang dây kín, khó khăn chồng chất và bạn có cảm thấy rằng lối thoát dường như ngày càng xa vời. Nhưng quý vị hãy bình tâm, bởi sau cơn mưa trời lại sáng, tin vui chúng tôi mang đến hôm nay sẽ là lời động viên mạnh mẽ cho những ai đang trải qua những tháng ngày đầy bão tố. Khi mà nhìn vào sự dịch chuyển của các vì sao, giới huyền học đã nhận ra rằng tuổi Nhâm Tý 1972 đang sắp bước vào một giai đoạn đổi vận ngoạn mục. Những gian nan, khổ cực mà bạn đã trải qua chính là tiền đề cho một sự thăng hoa vượt bậc, tiền tài sẽ gõ cửa và vận may sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ lúc này bạn đang nghĩ rằng điều đó thật khó tin, nhưng hãy nhớ rằng khổ tận cam lai. Sau những tháng ngày đen tối, vận mệnh của bạn sẽ xoay chuyển mạnh mẽ, tiền tài sẽ không còn là giấc mơ xa vời. Nghiên cứu tử vi cổ học đã hé lộ rằng những thay đổi lớn đang đến gần và tuổi Nhâm Tý sẽ thấy mình đứng trước những cơ hội đổi đời hiếm có. Từ nay đến Tết 2025, tài lộc sẽ bùng nổ và mỗi bước đi của bạn sẽ trở nên vững vàng và tràn đầy hy vọng. Hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá những bí ẩn của tử vi Nhâm Tý 1972 từ giờ cho đến Tết 2025 để hiểu rõ hơn về những cơ hội và vận may đang đợi bạn phía trước. Đừng bỏ lỡ vì video này sẽ mở ra một cánh cửa mới, giúp bạn thoát khỏi khó khăn và tiến tới thành công và hạnh phúc viên mãn nhé. Tổng quan tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc. Tuổi nhỏ của họ hay lắm gian truân, tuy miệt mài làm việc nhưng lại bị người khác hưởng, cuộc sống không được dồi dào từ lúc còn nhỏ. Họ không bao giờ có thời gian thảnh thơi an nhàn mà thường phải lao tâm khổ tứ. Tuổi càng cao thì càng nhiều lo nghĩ, khoảng độ từ 49 tuổi trở đi nam Nhâm Tý mới có được sự an nhàn. Cơ hội phát triển về nghề nghiệp cũng ít với nam Nhâm Tý. Cuộc sống của họ chỉ ở mãi mức độ trung bình về tài lộc và về đường con cái. Con cháu của họ lên danh mau lẹ nhờ có phúc đức. Nam Nhâm Tý sống hưởng thọ trung bình từ 67 đến 70, nếu làm phúc đức thì hưởng thêm niên kỷ. Cuộc đời Nam Nhâm Tý gắn với đường công danh trầm lặng. Dường như bước đường công danh của họ không có nhiều may mắn lắm. Họ không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này. Về phần gia đạo lúc nhỏ Nam Nhâm Tý có nhiều thay đổi hay khác biệt về lối sống, nhưng từ 36 tuổi trở đi thì yên ấm và vui vẻ toàn vẹn. Những việc nhỏ xảy ra trong cuộc đời không đáng kể. Việc to tát về xích mích gia đạo hầu như không bao giờ xảy ra. Sự nghiệp của họ không mấy vững chắc vào những năm ở giữa cuộc đời, nhưng khi qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ. Tiền tài của họ rất ít nhưng không thiếu kém quá đỗi. Có thể họ tạo được rất nhiều nhưng thường hao hụt. Nhâm Tý sinh năm 1972, mệnh tang đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc tân khổ, xương con chuột, tướng tinh con heo, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Nhâm Tý số mạng như vậy, phong sương cũng lắm, tha phương cũng nhiều, số này cách trở quê hương, đi ra xứ khác sanh phương nên nhà. Số phải khắc khẩu mẹ cha, ở gần cắn đắng đi xa thì buồn, số này cách trở lương duyên, thay nhà đổi bạn truân chuyên lắm bề, chẳng nhờ cốt nhục họ hàng. Tự mình lập nghiệp cửa nhà mới nên, tiền vận chẳng đặng thành thơi, trở về vận quý an nhàn tấm thân. Nhâm Tý nhờ có quế nhân, tu nhân tích đức phước trời ban cho. Cuộc sống, tuổi Nhâm Tý thuộc mạng mộc. Tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân, cũng như một cây khi đơm bông kết trái,
thì người khác hưởng, cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ, không bao giờ được thảnh thơi, thường lao tâm khổ trí, tuổi càng cao càng nhiều lo nghĩ không lúc nào bằng. Bởi vậy số nhâm tí chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi mà thôi. Cuộc sống nhiều lao nhọc sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp. Cuộc sống chỉ ở mãi trong mức độ trung bình. Tuổi nhâm tí suốt đời lo nghĩ lao tâm khổ trí, tuy được an nhàn về bản thể, nhưng tâm não nhiều lo nghĩ. Cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc cũng như về đường con cái. Con cháu nên danh mau lẹ nhờ có phúc đức. Tình duyên, tuổi nhâm tí về vấn đề tình duyên thì buổi đầu khắc khắc, sau mới thành có nhiều thay đổi lương duyên vào lúc tuổi nhỏ. Nếu sanh nhầm những tháng này thì có nhiều thay đổi lương duyên hay ít ra trong việc vợ chồng xảy ra lắm buồn phiền. Đó là nhâm tí sanh nhầm những tháng 1, 3, 7, 6 và 12 âm lịch. Nhưng nếu sanh vào tháng này thì phải qua 3 đời vợ. Đó là những tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu sanh nhầm những tháng này phải qua 2 đời vợ. Đó là những tháng giêng 3, 4, 6, 8 và 12. Và nếu sanh vào những tháng này thì tình duyên chung thủy. Đó là những tháng 2, 9 và 10. Trên đây là tháng sanh của sự quyết định lương duyên. Nếu nhờ đúng tháng tháng sanh mà chưa thực hiện đúng như trên thì chắc chắn sẽ còn có thêm nữa vậy. Gia đạo, công danh, cuộc đời với công danh trầm lặng, dường như là bước công danh không có nhiều may mắn lắm, không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này. Phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và yên vui. Những việc nhỏ nhặt xảy ra không đáng kể, việc to tát về xích mích gia đạo dường như không bao giờ xảy ra cả. Sự nghiệp không mấy vững chắc vào những năm ở giữa cuộc đời, nhưng qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ để tạo cuộc sống cho đến ngày nay. Tiền tài rất ít nhưng không thiếu kém quá đỗi, có thể tạo được rất nhiều nhưng thường hao hụt. Tuổi hợp cho làm ăn, nên chọn những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn, Bính Thìn, Giáp Dần, Canh Thân. Những tuổi này làm ăn thì phát đạt vì hợp với nhâm tí. Lựa chọn vợ chồng, tuổi nhâm tí nếu lựa chọn được những tuổi này thì sống cao sang quyền quý. Đó là những tuổi Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân, Quý Hợi, Canh Tuất. Những tuổi này rất hợp và tạo được hiển dinh. Những tuổi này kết hợp với nhâm tí chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi. Quý Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Hợi, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Ất Tỵ, tuổi nhâm tí. Nếu gặp phải những tuổi này thì cuộc sống rất bần tiện và cơ cực. Tân Dậu, Kỷ Dậu. Nhâm tí sanh vào những tháng này có nhiều vợ hay thường đau khổ về đàn bà. Đó là những tháng 1, 3, 7, 11 và 12 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, nhâm tí đại kỵ với những tuổi này, nhâm tí, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Mão và Bính Ngọ. Gặp những tuổi này thì sanh cảnh biệt ly hay tuyệt mạng. Về vấn đề làm ăn cũng như về lương duyên, khi gặp phải những tuổi kỵ như đã nói ở trên thì tất cả công việc đều có thể bị rắc rối phiền phức và thất bại. Cần phải xem sao hạn để cùng kiến và gian giái Phật. Trời mỗi năm tuổi của bạn đều thay đổi vì sao? Đó là luật tuần hoàn. Thí dụ như năm Bính Ngọ, bạn gặp hạn Tam Kheo, sao La Hầu. Trường hợp năm nào bạn gặp sao hạn thì phải cúng sao thế này. Tháng nào cũng được như thường thì nên cúng vào ngày 8 tháng giêng, tháng 4, 8 và 12 âm lịch. Đốt 9 ngọn đèn, 9 chén nước lã, lạy về hướng Bắc thì được giải sao hạn ngay. Từ đầu năm đến nay, tuổi nhâm tí sinh năm 1972 đã trải qua một giai đoạn đầy thử thách và biến động. Những khó khăn trong công việc, tài chính và cả trong cuộc sống cá nhân đều như muốn thử thách sức bền và sự kiên định của bạn. Nhưng đúng như tính cách của người sinh năm nhâm tí kiên trì, quyết đoán và không bao giờ bỏ cuộc, bạn đã không ngừng vươn lên để vượt qua những gian khó đó. Trong sự nghiệp, tuổi nhâm tí từ đầu năm 2024 đã phải đối mặt với những dự án tưởng như rất hứa hẹn nhưng lại gặp nhiều cản trở bất ngờ. Những thử thách này đòi hỏi sự nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh khó khăn đó, tuổi nhâm tí đã thể hiện rõ khả năng lãnh đạo, sự quyết đoán và khả năng xoay chuyển tình thế. Những kinh nghiệm tích lũy từ quá khứ đã giúp bạn tìm ra lối thoát và từ đó bắt đầu phục hồi, dần dần mở ra những con đường mới để tiến lên. Phương diện tài chính của nhâm tí cũng gặp phải những biến động không mong muốn. Đầu năm một số bạn có thể đã trải qua giai đoạn khó khăn về tiền bạc, phải chi tiêu nhiều hơn mong đợi hoặc gặp phải những khoản nợ phát sinh. Tuy nhiên, trong khó khăn đó, nhiều người đã tìm ra cơ hội để tái cơ cấu tài chính,
điều chỉnh lại cách quản lý tài sản cá nhân. Nhờ vào sự kiên nhẫn và chiến lược quản lý khôn ngoan, tài chính của tuổi Nhâm Tý bắt đầu cải thiện dần từ giữa năm. Bước sang những tháng cuối năm 2024, tử vi dự báo rằng vận mệnh của tuổi Nhâm Tý sẽ có sự chuyển biến tích cực đáng kể. Các vấn đề về sự nghiệp và tài chính bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Những dự án đã gặp khó khăn trước đây sẽ có cơ hội được khơi thông, mở ra những con đường mới để bạn có thể phát huy năng lực của mình. Đây là mà tuổi Nhâm Tý nên tận dụng mọi cơ hội, bởi thời vận đã đến. Từ tháng 9 âm lịch trở đi, tài lộc bắt đầu tìm đến, các nguồn thu nhập phụ cũng như cơ hội làm ăn lớn nhỏ đều xuất hiện. Các quý vị tuổi Nhâm Tý có thể sẽ thấy mình nhận được những khoản tiền bất ngờ hoặc những dự án tưởng như bế tắc bỗng nhiên có lối thoát. Càng về cuối năm, những cơ hội này càng nhiều và tài chính sẽ trở nên dồi dào hơn. Năm nay, có thể nói rằng bạn sẽ được chuẩn bị thật tốt để đón một mùa Tết ấm no và thịnh vượng. Đặc biệt, vận khí của Nhâm Tý vào cuối năm 2024 sẽ được các sao may mắn chiếu sáng. Những ngôi sao này sẽ mang lại không chỉ tài lộc mà còn cả sự bình yên trong tâm hồn. Bạn sẽ cảm nhận được sự thư giãn, nhẹ nhõm sau những tháng ngày đầy áp lực. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn tập trung vào các mối quan hệ gia đình, tìm lại sự hòa hợp, gắn bó giữa các thành viên trong nhà. Những nỗ lực của bạn suốt cả năm qua trong việc duy trì và bảo vệ hạnh phúc gia đình sẽ được đền đáp. Cuối năm 2024, tuổi Nhâm Tý sẽ đón một cái Tết đầy ấm áp, sum vầy bên gia đình, không chỉ có tài lộc và sự nghiệp thăng tiến, mà còn là những giây phút thư giãn, tận hưởng thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt cả năm qua. Từ giờ cho đến Tết 2025, vận khí của tuổi Nhâm Tý sẽ liên tục thăng tiến, đặc biệt là trong tháng 12 âm lịch, khi những ngôi sao tài lộc và nhân duyên đều hội tụ. Điều này tạo ra cơ hội để bạn khép lại một năm đầy thử thách nhưng cũng đầy thành tựu, mở ra cánh cửa cho một năm mới đầy phát tài và an khang. Hãy nhớ rằng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, người tuổi Nhâm Tý luôn biết cách vươn lên và chiến thắng, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống gia đình. Chính sự bền bỉ và kiên cường đó sẽ là chìa khóa để mở ra một cái Tết đong đầy niềm vui, chuẩn bị cho sự bùng nổ về mọi mặt trong năm 2025. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024 cho tuổi Nhâm Tý 1972. Những tháng cuối năm 2024 là một giai đoạn đầy hứa hẹn đối với tuổi Nhâm Tý 1972. Sau một năm đầy thử thách và nỗ lực không ngừng, giờ đây là lúc bạn sẽ chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp và những cơ hội quý giá bắt đầu đến với tần suất dày đặc hơn bao giờ hết. Vận mệnh của tuổi Nhâm Tý không phải tình cờ mà có sự thay đổi tích cực này. Dưới sự bảo trợ của các vì sao may mắn như Thái Dương và Thiên Đức, bạn sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ vô hình từ vũ trụ, giúp mọi kế hoạch và dự định được thực hiện một cách thuận lợi. Những ngôi sao này không chỉ đem đến cho bạn sự minh mẫn và tư duy sáng suốt, mà còn mở ra những luồng năng lượng mới, thu hút vận may và cơ hội đến gần bạn hơn. Thần Phật cũng đang đồng hành cùng bạn, tạo nên một giai đoạn mà mỗi bước đi của bạn đều được tiếp xúc bởi năng lượng tích cực. Từ giữa tháng 10 âm lịch, cơ hội phát triển sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sẽ bùng nổ. Những dự án mới mà bạn đã kỳ vọng bấy lâu nay sẽ bắt đầu khởi sắc, mở ra những hướng đi mới mẻ. Đây là thời gian để bạn thăng tiến vượt bậc, không chỉ trong lĩnh vực chính mà cả những dự án phụ, công việc kinh doanh hoặc đầu tư. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, chỉ đợi bạn hành động và tận dụng tối đa. Giai đoạn này có thể nói là đỉnh cao của vận may, nơi mà mỗi cơ hội bạn chạm vào đều có thể biến thành vàng. Nhưng hãy nhớ, không phải chỉ dựa vào sự may mắn, mà điều quan trọng chính là trí tuệ và kinh nghiệm bạn đã tích lũy qua nhiều năm. Tuổi Nhâm Tý với bản tính thông minh, linh hoạt, không chỉ biết tận dụng vận may mà còn có khả năng nhìn nhận sâu sắc những gì đã qua để điều chỉnh phương hướng. Những thất bại và khó khăn trong quá khứ chính là nền tảng giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong thời điểm này một cách nhẹ nhàng hơn. Sự nghiệp không chỉ đơn thuần là hành trình tìm kiếm thành công, mà còn là quá trình học hỏi và trưởng thành qua từng biến cố. Những khó khăn bạn đã đối mặt trước đây chính là bài học quý giá, giúp bạn không chỉ kiên định mà còn biết cân nhắc kỹ lưỡng trong mọi quyết định. Điều quan trọng nhất là bạn không được chùn bước khi đối mặt với thách thức. Cơ hội chỉ đến với những ai sẵn sàng đối diện và chấp nhận rủi ro. Với sự giúp đỡ từ các sao tốt lành, tuổi Nhâm Tý hoàn toàn có thể tự tin rằng mỗi bước tiến của mình sẽ được nâng đỡ bởi vận khí tốt. Từ những tháng cuối năm 2024, mọi sự chuyển động trong công việc đều sẽ dần tự điều chỉnh theo chiều hướng tích cực,
bạn sẽ thấy rõ ràng những nỗ lực của mình từ đầu năm không hề uổng phí. Những dự án tưởng chừng như bế tắc bỗng nhiên lại khởi động trở lại, và không chỉ vậy, chúng còn có khả năng mang lại thành công lớn hơn cả mong đợi. Đừng ngần ngại chấp nhận những cơ hội mới, bởi vì sao Thái Dương chiếu sáng đảm bảo rằng mỗi quyết định táo bạo đều sẽ có tiềm năng sinh lợi cao. Điều bạn cần làm lúc này là giữ vững niềm tin vào khả năng của mình, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực sẵn có. Đừng để nỗi sợ thất bại làm bạn chùn bước, bởi vì bạn đã trải qua nhiều khó khăn lớn hơn và giờ là lúc để gặt hái thành quả. Hãy chủ động khám phá những lĩnh vực mới, đừng chỉ giới hạn mình trong những gì đã quen thuộc. Thị trường và cơ hội luôn thay đổi, và tuổi Nhâm Tý với bản tính nhanh nhạy chắc chắn sẽ tìm thấy những lối đi tiềm năng, không chỉ giúp sự nghiệp vững mạnh mà còn tạo nền móng ổn định cho năm 2025. Kết thúc năm 2024, bạn sẽ nhìn lại và thấy rằng mọi thử thách trong quá khứ đã góp phần tạo nên thành công vững chắc trong hiện tại. Sự nghiệp của bạn dù đôi lúc tưởng như khó khăn đã được định hình lại và tiến tới một giai đoạn thăng hoa chưa từng có. Thành công không chỉ đến từ may mắn, mà còn nhờ vào nỗ lực không ngừng, sự kiên trì và khả năng học hỏi từ thất bại. Hãy tiếp tục tiến lên vì những điều tuyệt vời nhất vẫn đang chờ đón bạn ở phía trước. Phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý 1972 cuối năm 2024. Cuối năm 2024 đánh dấu một giai đoạn chuyển biến rõ rệt trong tài lộc của tuổi Nhâm Tý 1972. Sau những tháng ngày không ngừng nỗ lực, đây là thời điểm mà những thành quả tài chính bắt đầu hội tụ và tỏa sáng. Tiền bạc từ nhiều nguồn khác nhau liên tục đổ về một cách bất ngờ, tạo nên một bức tranh tài chính đầy triển vọng cho tuổi Nhâm Tý. Nếu trước đây bạn đã phải đối mặt với những khó khăn trong việc duy trì và phát triển tài chính, thì đến thời điểm cuối năm này, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng khởi sắc hơn bao giờ hết. Không chỉ là nguồn thu từ công việc chính mà cả những dự án phụ, những khoản đầu tư lâu năm mà bạn đã cẩn thận đặt nền móng trước đó cũng sẽ bắt đầu mang lại trái ngọt. Đây là giai đoạn mà các nguồn lực tài chính hội tụ, giúp bạn không chỉ đạt được sự ổn định mà còn phát triển vượt bậc về mặt tài sản. Những cơ hội kinh doanh mới, những khoản đầu tư tiềm năng sẽ liên tục xuất hiện trong thời gian này. Những cơ hội này đến như một luồng gió mới, thổi bùng lên khả năng tăng trưởng tài chính. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, sự thành công không chỉ đến từ vận may mà còn từ sự khôn ngoan trong quản lý và điều hành. Nếu biết tận dụng những cơ hội này một cách thông minh, tài lộc sẽ không ngừng gia tăng. Đây chính là thời điểm để bạn thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý tài chính vượt trội của mình. Với thành công liên tiếp, không chỉ tài lộc của bạn tăng lên mà bạn còn trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Tuổi Nhâm Tý vốn không phải là những người luôn tìm cách nổi bật, nhưng thành công bất ngờ trong giai đoạn này sẽ khiến bạn trở nên giang danh thiên hạ. Sự kính trọng và ngưỡng mộ từ cộng đồng, từ bạn bè và người thân sẽ đến tự nhiên khi mọi người chứng kiến sự thành công vượt trội của bạn. Đặc biệt, đối với những bạn đã có khoản đầu tư dài hạn từ trước đó, cuối năm 2024 chính là thời điểm vàng để gặt hái thành quả. Những dự án mà bạn đã kiên trì xây dựng, những bước đi táo bạo và đầy toan tính của bạn trong những năm qua giờ đây đơm hoa kết trái. Đây không chỉ là dấu hiệu của vận may tài chính, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự khôn ngoan và tầm nhìn xa trông rộng của người tuổi Nhâm Tý. Những bước đi chiến lược mà bạn đã từng thận trọng đặt ra, giờ đây mang lại lợi nhuận đáng kể, giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng để đón một cái Tết ấm no, sung túc. Không chỉ dừng lại ở đó, tài lộc cuối năm còn mang lại cho bạn cảm giác an tâm và bình yên trong tâm hồn. Những lo lắng về tài chính dường như dần tan biến, thay vào đó là sự tự tin và lạc quan về tương lai. Bạn có thể tự tin dành tặng những món quà ý nghĩa cho gia đình, chăm lo chu đáo cho những người thân yêu và tận hưởng một mùa Tết tràn đầy phúc lộc. Cảm giác này không chỉ là sự thỏa mãn từ việc đạt được những khoản lợi nhuận lớn, mà còn là niềm vui khi nhìn thấy những nỗ lực và sự kiên trì của mình đã mang lại thành quả xứng đáng. Cuối năm 2024, tuổi Nhâm Tý sẽ bước vào một giai đoạn mà tài chính không chỉ ổn định mà còn phát triển với sức mạnh vượt trội. Những bước đi mà bạn đã xây dựng từ trước đến nay sẽ tạo nên nền móng vững chắc, giúp bạn không chỉ chuẩn bị sẵn sàng cho một cái Tết tràn đầy phúc lộc, mà còn mở ra cánh cửa cho những cơ hội phát triển mạnh mẽ trong năm 2025 sắp tới. Hãy nhớ rằng, đây không chỉ là thành quả của vận may mà là kết quả của sự khôn ngoan, sự nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng. Hãy tiếp tục duy trì sự tỉnh táo và sáng suốt trong mọi quyết định tài chính và tài lộc sẽ luôn đồng hành cùng bạn,
không chỉ trong năm 2024 mà còn kéo dài sang năm 2025. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tý về cơ bản sẽ ổn định, nhưng vẫn cần lưu ý một số vấn đề nhỏ liên quan đến cảm mạo và sức đề kháng khi thời tiết chuyển mùa. Những tháng cuối năm, đặc biệt là giai đoạn giao mùa từ thu sang đông, có thể khiến bạn dễ mắc các bệnh vặt như cảm cúm hoặc viêm đường hô hấp. Do đó, cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh ra ngoài vào ban đêm hoặc khi thời tiết quá lạnh. Ngoài ra, một số bạn cũng nên quan tâm đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, nên tránh những thực phẩm có tính lạnh và thay vào đó tập trung vào các thực phẩm bổ dưỡng, ấm áp, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh để chuẩn bị cho các hoạt động sôi nổi vào dịp cuối năm. Tập thể dục nhẹ nhàng, duy trì thói quen rèn luyện hàng ngày cũng là một trong những cách giúp tuổi Nhâm Tý duy trì sức khỏe tốt. Nếu bạn cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi hoặc căng thẳng, hãy tìm đến những biện pháp thư giãn như thiền định hoặc yoga. Những phương pháp này sẽ giúp cân bằng tinh thần, tạo ra sự an lành trong tâm trí, giúp bạn vượt qua mọi áp lực trong cuộc sống và công việc một cách dễ dàng hơn. Phương diện gia đạo. Về gia đạo, tuổi Nhâm Tý có nhiều niềm vui vào cuối năm 2024, gia đình hòa thuận, con cái thành đạt và không khí trong nhà luôn ấm áp, hạnh phúc. Những người tuổi Nhâm Tý đã dành nhiều thời gian trong suốt năm qua để chăm lo cho gia đình và giờ đây, những nỗ lực đó sẽ được đền đáp bằng tình yêu thương và sự kính trọng từ các thành viên trong gia đình. Cuối năm 2024, tuổi Nhâm Tý sẽ có dịp đón một cái Tết đoàn viên bên gia đình, với những tiếng cười và niềm vui trọn vẹn. Sự thành công trong công việc và tài chính cũng sẽ góp phần tạo nên một mùa Tết sung túc, đầy đủ. Nhưng quan trọng hơn cả là sự kết nối và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình sẽ là điều quý giá nhất mà bạn có thể cảm nhận được trong giai đoạn này. Những tháng cuối năm cũng là thời điểm thích hợp để bạn hòa giải các mối quan hệ nếu có bất đồng hoặc hiểu lầm từ trước. Thái dương chiếu mệnh sẽ mang lại ánh sáng cho những mối quan hệ đã từng căng thẳng, giúp bạn dễ dàng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong gia đình. Một cái Tết ấm no, hạnh phúc sẽ không chỉ là về vật chất mà còn là sự hòa thuận và yêu thương trong tổ ấm của bạn. Nhìn chung, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ trải qua một cuối năm 2024 đầy may mắn và thuận lợi. Cơ hội thành công không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong tài chính, sức khỏe và gia đạo đều hội tụ, mang lại một mùa Tết đầy viên mãn và trọn vẹn. Hãy tận dụng thời gian này để phát huy tối đa khả năng của bản thân, đồng thời chăm sóc sức khỏe và gia đình để bước vào năm mới 2025 với tâm thế mạnh mẽ và tự tin hơn bao giờ hết. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Bước vào tháng 10 âm lịch, vận trình của tuổi Nhâm Tý tiếp tục khởi sắc. Đây là tháng mà thần tài chỉ điểm, đặc biệt thuận lợi cho những ai đang kinh doanh hoặc đầu tư. Sao thiên tài chiếu mệnh sẽ mang lại tài lộc dồi dào. Cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh, thì tháng này chính là thời điểm vàng để tiến hành. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, thành công không đến từ may mắn đơn thuần, mà còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết định sáng suốt của bạn. Hãy chú ý đến những cơ hội đầu tư mang tính bền vững, tránh bị cuốn vào những dự án rủi ro cao. Nếu có thể, hãy nhờ đến sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm hoặc đối tác tin cậy, bởi họ có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn. Tài chính trong tháng này hứa hẹn phát triển mạnh mẽ, bạn có thể thấy mình đạt được những khoản lợi nhuận đáng kể, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, đây cũng là tháng mà bạn cần cẩn thận với sự chi tiêu, tránh việc chi tiêu quá mức cho những thứ không cần thiết. Thay vào đó, hãy tái đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn biết chắc sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch đánh dấu một bước ngoặt lớn cho tuổi Nhâm Tý. Đây là tháng mà ơn trên độ mệnh. Những phúc lành từ sao Thái Dương và Thiên Phúc sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn còn tồn đọng từ những tháng trước. Những khó khăn trong công việc hay tài chính sẽ dần được tháo gỡ, mở ra những cánh cửa mới cho sự nghiệp và cuộc sống của bạn. Tháng này, bạn có thể đối mặt với những quyết định lớn mang tính bước ngoặt và tử vi khuyên rằng hãy dũng cảm và tự tin. Nếu bạn biết nắm bắt những cơ hội này, chúng có thể mang lại sự giàu sang và thịnh vượng mà bạn không ngờ tới. Đừng ngần ngại khi đứng trước những thay đổi, vì sao Thái Dương chiếu sáng sẽ giúp bạn soi đường chỉ lối.
Phương diện xã hội trong tháng 11 âm lịch cũng được cải thiện rõ rệt. Đây là tháng mà bạn có thể được công nhận và tôn vinh trong cộng đồng nhờ vào những thành tựu bạn đã đạt được trong suốt năm qua. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự khiêm tốn và chân thành. Điều này sẽ giúp bạn duy trì được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh và xây dựng mối quan hệ bền chặt. Về phương diện tài chính, tháng này cũng mang lại những khoản thu lớn, đặc biệt là từ những nguồn đầu tư hoặc dự án mà bạn đã thực hiện trong quá khứ. Nếu có thể, hãy tái đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh để tạo ra những cơ hội phát triển mới trong năm 2025. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch mùa Tết đã đến gần, và đây là thời điểm mà tuổi Nhâm Tý sẽ cảm nhận rõ sự viên mãn và hài hòa trong cuộc sống. Dưới sự bảo trợ của sao Thiên Lộc, mọi khía cạnh từ tài chính, sự nghiệp đến gia đạo đều được điều hòa một cách tốt đẹp. Tháng này, mọi thứ dường như đi vào quỹ đạo ổn định và bạn sẽ có thời gian để tận hưởng thành quả của mình sau một năm đầy biến động. Tài chính trong tháng này sẽ rất dồi dào, không chỉ từ công việc chính mà còn từ những khoản thưởng, lợi nhuận từ các dự án đã hoàn thành. Đây là thời điểm mà bạn có thể chi tiêu thoải mái cho gia đình và người thân, chuẩn bị cho một cái Tết lớn, gia đình quây quần. Không khí Tết rộn ràng sẽ làm cho mọi thứ trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Tử Vi cũng khuyên rằng, dù có nhiều tài lộc đến mức nào, bạn cũng nên tiết kiệm một phần để dành cho năm mới. Đây không chỉ là hành động tích lũy cho tương lai, mà còn giúp tạo ra sự an tâm và bình yên trong lòng bạn. Khi tài lộc được quản lý hợp lý, bạn sẽ bước vào năm 2025 với một nền tảng tài chính vững vàng hơn. Tháng này, ngoài việc chuẩn bị cho Tết, bạn cũng nên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi, nên tránh làm việc quá sức hay căng thẳng về những điều không cần thiết để tâm trí được bình yên và thư thái. Tết đến rộn ràng và mọi sự viên mãn sẽ làm cho tuổi Nhâm Tý có một mùa Tết đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Với sự kết hợp của vận may, trí tuệ và sự chăm chỉ, tuổi Nhâm Tý 1972 sẽ kết thúc năm 2024 trong hạnh phúc và thịnh vượng. Những tháng cuối năm không chỉ là thời điểm để gặt hái thành công, mà còn là lúc để bạn chuẩn bị tinh thần cho một năm mới 2025 đầy triển vọng. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Cuối năm 2024 là giai đoạn mà vận khí của tuổi Nhâm Tý 1972 sẽ có nhiều biến động, để tận dụng tối đa vận may, đồng thời hóa giải những vận hạn còn tồn động. Tuổi Nhâm Tý nên chú ý đến việc cân bằng năng lượng, giữ cho không gian sống và tâm hồn được yên tĩnh, thanh bình. Một trong những cách hiệu quả nhất để làm điều này chính là kết hợp giữa phong thủy và những hành động thực tế trong cuộc sống. Đầu tiên, về mặt tinh thần, tâm an lạc là điều quan trọng nhất. Tuổi Nhâm Tý 1972 vốn dĩ là những người có trí tuệ và tầm nhìn, nhưng cũng dễ bị cuốn vào những căng thẳng trong công việc và cuộc sống gia đình. Để hóa giải vận hạn, điều quan trọng là phải giữ lòng thanh thản, tránh quá tập trung vào những phiền muộn, lo lắng. Quý vị có thể thực hiện thiền định mỗi ngày, thậm chí chỉ cần 10 đến 15 phút vào buổi sáng sẽ giúp tâm trí được bình yên, tăng cường khả năng tập trung và sáng suốt. Việc cúng bái cũng là một yếu tố không thể thiếu cuối năm, đặc biệt là tháng 12 âm lịch. Quý vị nên chú trọng đến việc thờ cúng gia tiên và các vị thần linh để cầu xin bình an và tài lộc cho năm mới. Lễ cúng tất nhiên nên được chuẩn bị kỹ càng với sự thành tâm và lòng biết ơn. Khi cúng bái, hãy nhớ cầu xin sự phù hộ cho cả gia đình và bản thân, giữ gìn lòng thành kính để tạo ra sự kết nối với thần linh, giúp hóa giải những vận hạn trong cuộc sống. Phong thủy trong nhà cửa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hóa giải vận hạn cuối năm. Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ không chỉ giúp cho không gian sống trở nên dễ chịu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đón tài lộc vào nhà. Hãy dọn dẹp những góc khuất, bỏ đi những vật dụng đã cũ, hỏng hoặc không còn sử dụng, đặc biệt vật sắc nhọn, giấy tờ nợ cũ hay các đồ vật hỏng hóc không nên giữ trong ví hoặc trên bàn làm việc, vì chúng có thể mang đến năng lượng tiêu cực, gây cản trở tài lộc và may mắn. Bên cạnh việc dọn dẹp, cây cảnh phong thủy là một trong những phương pháp tuyệt vời để kích hoạt vận may và hóa giải vận xui. Đối với tuổi Nhâm Tý 1972, có một số loại cây phong thủy mang lại tài lộc, sức khỏe và bình an, rất thích hợp. Cây kim tiền. Cây kim tiền là biểu tượng cho sự giàu sang và thịnh vượng. Đặt cây kim tiền ở phòng khách hoặc trên bàn làm việc sẽ giúp kích hoạt vận tài lộc cho gia chủ, đặc biệt
Kim tiền cũng là loại cây mang lại sự ổn định về mặt tài chính, giúp hóa giải những khó khăn tài chính trong cuối năm 2024, nên đặt cây này ở góc đông nam của nhà để tối ưu hóa năng lượng tích cực. Cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ không chỉ có tác dụng làm sạch không khí mà còn giúp hóa giải tà khí, loại bỏ những năng lượng tiêu cực trong nhà. Đối với tuổi Nhâm Tý, lưỡi hổ còn giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt là khi bước vào những tháng cuối năm, thời tiết dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp. Đặt cây này ở phòng ngủ hoặc hành lang sẽ giúp cải thiện sức khỏe cho cả gia đình. Cây phú quý. Đúng như tên gọi, cây phú quý là biểu tượng của sự giàu có và phồn thịnh. Đặt cây này trong phòng khách hoặc khu vực tiếp khách của công ty, gia chủ sẽ thấy vận tài lộc được tăng cường. Cây phú quý cũng mang lại năng lượng tích cực, giúp hóa giải những xui xẻo còn tồn đọng trong năm 2024, tạo ra điều kiện thuận lợi để bước vào năm 2025 với thành công rực rỡ. Cây ngọc ngân. Đây là loại cây có khả năng hút tiền tài và mang lại sự may mắn. Cây ngọc ngân cũng giúp cân bằng năng lượng âm dương trong không gian sống, giúp hóa giải những vận hạn liên quan đến gia đạo và các mối quan hệ cá nhân. Đặt cây này gần cửa chính hoặc trên bàn làm việc sẽ giúp quý vị tuổi Nhâm Tý thu hút vận may và tạo ra sự hòa hợp trong gia đình. Lưu ý, khi chọn cây phong thủy, hãy đảm bảo rằng cây được chăm sóc tốt, không nên để cây héo hoặc bị sâu bệnh, vì điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia đình. Cây xanh phải luôn được tưới nước, cắt tỉa gọn gàng để giữ được sự tươi mới, đồng nghĩa với việc vận may sẽ luôn luôn tươi mới và liên tục đổ về. Tâm thái tích cực cũng là yếu tố quan trọng trong việc hóa giải vận hạn cuối năm. Khi bạn đối mặt với khó khăn, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và bình tĩnh. Hãy nhớ rằng, mọi vận hạn đều có cách hóa giải và chỉ cần bạn vững tin, mọi thứ sẽ sớm ổn định. Nụ cười và lòng từ bi là những vũ khí mạnh mẽ nhất để đẩy lùi mọi điều xui xẻo. Bên cạnh đó, làm việc thiện và giúp đỡ người khác cũng là cách tuyệt vời để tích lũy phúc đức, tạo ra nghiệp lành. Quý vị có thể tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn hoặc đơn giản là lan tỏa những năng lượng tích cực xung quanh mình. Điều này không chỉ giúp bản thân thanh thản, mà còn góp phần hóa giải những vận hạn không đáng có. Nhìn chung, việc hóa giải vận hạn cuối năm 2024 cho tuổi Nhâm Tý không chỉ nằm ở phong thủy hay tâm linh, mà còn là sự kết hợp giữa tinh thần lạc quan, hành động thiết thực và việc giữ gìn không gian sống trong lành, gọn gàng. Khi bạn hòa mình và tự nhiên, làm việc thiện và sống với tâm hồn an lạc, những điều tốt đẹp sẽ luôn đến. Lời dạy của cổ nhân về sự an vui tuổi già. Cổ nhân luôn có những triết lý sâu sắc về cuộc sống, đặc biệt là về sự an vui trong tuổi già. Đối với tuổi Nhâm Tý 1972, khi đã trải qua hơn 6 thập kỷ của cuộc đời, những bài học từ tiền nhân lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Trong suốt hành trình đã qua, bạn đã đối mặt với không ít thăng trầm, từ sự nghiệp, tài chính đến gia đình. Nhưng khi bước vào giai đoạn tuổi già, điều quan trọng nhất không còn là những thứ hào nhoáng bên ngoài, mà là cách ta giữ được sự thanh thản trong tâm hồn. Cổ nhân dạy rằng, muốn có một tuổi già bình an và hạnh phúc, điều đầu tiên là phải học cách buông bỏ những gì không cần thiết, càng vướng bận vào những điều nhỏ nhặt, cuộc sống sẽ càng trở nên nặng nề. Tâm lý ghen ghét, hận thù hay thậm chí là lo âu quá mức về vật chất chỉ làm cho tinh thần thêm mệt mỏi. Thay vì chạy theo những thứ phù phiếm, chúng ta nên học cách trân trọng những điều giản dị như một bữa cơm gia đình, một buổi chiều yên bình bên con cháu. Khi bước vào giai đoạn cuối đời, điều quan trọng không còn là số tiền trong tài khoản hay những thành tựu ngoài xã hội, mà là sức khỏe và gia đình. Hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe, vì đó chính là tài sản quý giá nhất mà bạn sở hữu. Sức khỏe tốt không chỉ giúp bạn tận hưởng cuộc sống mà còn là món quà cho con cháu, để họ không phải lo lắng cho bạn. Vận động nhẹ nhàng, ăn uống hợp lý và duy trì chỉ thói quen tích cực sẽ giúp kéo dài những năm tháng hạnh phúc bên gia đình. Cổ nhân cũng từng nói rằng, tâm an thì vạn sự an. Khi tâm hồn được bình an, mọi lo toan ngoài kia sẽ trở nên nhỏ bé và dễ dàng vượt qua. Hãy dành thời gian để sống chậm lại, nhìn nhận lại những gì bạn đã đạt được, và thay vì lo lắng về tương lai, hãy tập trung vào hiện tại, sống cho giây phút này, tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình và những người thân yêu. Khi bạn an tâm, tài lộc, may mắn và hạnh phúc sẽ tự nhiên đến, không cần phải truy cầu. Tuổi già, theo cổ nhân là thời điểm để quay về với sự tĩnh lặng và an nhiên. Những cơn sóng gió của cuộc đời đã qua đi và giờ là lúc để thả mình vào dòng chảy yên bình của cuộc sống.
Đừng để những gì chưa đạt được làm mờ đi những giá trị mà bạn đã tích lũy suốt nhiều năm qua. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi của bạn trong cuộc đời này đều mang lại những quý giá và thành quả lớn nhất không nằm ở danh vọng hay tiền bạc, mà là sự thanh thản trong tâm hồn. Cổ nhân cũng dạy về lòng biết ơn. Khi đã đến tuổi này, hãy biết ơn cuộc sống, biết ơn những khó khăn đã qua vì chúng giúp ta mạnh mẽ hơn. Biết ơn những người đã cùng đồng hành vì họ là phần quan trọng trong hành trình của mình. Lòng biết ơn là một trong những chìa khóa giúp ta tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Hãy thể hiện lòng biết ơn của bạn với gia đình, bạn bè và cả với chính mình. Gia đình trong tuổi già chính là điểm tựa lớn nhất. Con cháu không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để bạn sống tích cực hơn mỗi ngày. Dành thời gian chăm sóc, quan tâm và chia sẻ cùng họ sẽ giúp bạn cảm nhận được sự gắn kết, giúp cho tuổi già trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Đừng ngại trao đi tình thương, vì đó là cách để bạn nhận lại sự kính trọng và yêu thương từ những thế hệ sau. Cuối cùng hãy nhớ rằng, sự đơn giản và an lành là điều cổ nhân luôn nhấn mạnh. Đừng để những lo lắng về tiền tài hay những xung đột nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tâm hồn của bạn. Khi đã trải qua một cuộc đời đầy biến động, tuổi già là lúc để buông bỏ những gì không cần thiết và tìm đến sự tĩnh lặng. Khi bạn sống với tâm hồn thanh thản, mọi điều tốt đẹp sẽ tự nhiên đến. Hãy dành những năm tháng tuổi già của mình để sống cho chính mình, để cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị xung quanh và để thấy rằng cuộc đời dù có bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng vẫn đầy ý nghĩa. Cổ nhân đã dạy, tuổi già chính là khoảng thời gian để tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thực sự, khi ta biết buông bỏ, yêu thương và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nhìn lại vận mệnh của tuổi Nhâm Tý 1972 từ nay cho đến Tết 2025, chúng ta thấy rõ một bức tranh tươi sáng với nhiều vận may và tài lộc đang đón chờ. Mặc dù năm 2024 đã mang đến những khó khăn và thử thách, nhưng với sự kiên cường, nỗ lực không ngừng của quý vị, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, nhường chỗ cho một năm mới đầy thịnh vượng và hạnh phúc. Những dấu hiệu khởi sắc trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào và gia đình êm ấm chắc chắn sẽ là điều mà quý vị có thể mong đợi trong những tháng cuối năm này. Đừng quên rằng, vận may và thành công không chỉ đến từ việc dự đoán tử vi, mà còn phụ thuộc vào sự hành động thực tế của chính bạn. Hãy tiếp tục kiên trì, tận dụng mọi cơ hội và luôn duy trì tâm thái tích cực. Như vậy, tài lộc và hạnh phúc sẽ luôn bên bạn. Nếu bạn thấy những thông tin này có giá trị, hãy giúp lan tỏa kiến thức tử vi đến nhiều người hơn nữa bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Điều này không chỉ giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào, mà còn góp phần tạo động lực cho chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung độc đáo và hữu ích cho bạn. Minh Đường Tử Vi luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá vận mệnh và chúc quý vị tuổi Nhâm Tý 1972 có một năm mới an khang, thịnh vượng và luôn bình an. Hãy để năm 2025 mở ra cho bạn những cơ hội mới, niềm vui mới và hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.